Lâm đi mua bánh. Bỗng một con gián khổng lồ xuất hiện. Lâm chạy vào tiệm vũ khí. Ông chủ tiệm đưa Lâm chai thuốc xịt gián. Lâm quay lại và tiêu diệt con gián. Mọi người cảm ơn Lâm. Ông chủ tiệm vũ khí hóa học đến đòi Lâm 1 tỷ tiền chai thuốc xịt gián. Lâm không có tiền, ông chủ tiệm thuê xã hội đen đến đòi nợ Lâm. Lâm chạy trốn. Lâm chạy ra ngoài vũ trụ. Lâm giả gái để lẫn trốn. 10 năm sau, Lâm trở về thì thấy nhà đã bị ông chủ tiệm vũ khí bán mất. Không có tiền nên Lâm mở quán tô tượng kiếm sống. Khách đến tô tượng càng ngày càng ít. Không có khách nên Lâm lấy tượng ra tô. Bỗng tượng do Lâm tô trở thành tác phẩm nghệ thuật được mọi người đón nhận. Khách đến mua tượng của Lâm nườm nượp. Lâm đi đến đỉnh phong cuộc đời. Lâm được Thượng Đế phong làm thần tượng.